Alo, alo, xin chào các bạn nhé, mình là Kỳ Anh đây, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia cái dự án đánh Future và chúng ta sẽ tham gia cái dự án Mday. Dự án Mday ở trên sân MacroGlobal thì bây giờ nó chủ yếu là ở bên Future. Đấy, vì thế cho nên là hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn hai dự án con Prot cũng như con MLT. Đây là hai cái dự án mà diễn ra cùng một lúc luôn mọi người nhé. Tức là khi chúng ta trade ở trên 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 Future thì chúng ta sẽ làm luôn, tức là chúng ta tham gia được luôn cả hai dự án nhé. Một cái dự án Prot thì chia sẻ khoảng 30.000 và cái 320.000 là dự án MLT. Dự án này thì nó sẽ có thông báo như sau. Từ 14 giờ ngày mùng 10 tháng 10 năm 2022 đến ngày 14 giờ ngày 11 nhé. Đấy, còn ở đây thì đến 17 giờ ngày 11. Đấy, nói chung là trùng trùng nhau như thế nhé. Tức là chúng ta trade trong cái thời gian bây giờ này đến 4 giờ chiều là chúng ta vẫn tham gia được hai cái nhé. Cả hai event luôn. Thì chúng ta sẽ check ở đây một số thông tin của cái dự án MD ở đây nhé. Sự kiện này con MNTL. Đấy, chúng ta sẽ search ở đây. Đang có giá là khoảng 0,61 đô la một đồng. Cái dự án này ấy thì tổng số giải thưởng là khoảng 769.128 MNTL, số vé trúng là khoảng 700. Mỗi vé trúng là khoảng 900, 900. Khoảng 55 đô la đấy mọi người, nếu mà chúng ta trúng một vé. Đấy. Đấy, cái dự án này nhé, nếu chúng ta may mắn trúng thì chúng ta sẽ nhận được là 55 đô la. Số token còn lại sẽ dành cho giải thưởng những người tham gia, thì nếu mà không trúng vé thì cũng sẽ chia, được chia airdrop, nhưng mà chia ít thôi mọi người nhé. Mình không nghĩ là nó sẽ chia nhiều đâu, chỉ khoảng một vài đô thôi. Đấy, không phải niêm yết đầu tiên mà đây đã là dự án đã niêm yết rồi. Cái thời gian giao dịch thì mình đã nói rồi, bây giờ là đến cái quy định để giao dịch. Chúng ta sẽ giao dịch ở trên cặp USDT M Future nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ giao dịch ở trên USDT M Future và cái cặp giao dịch thì chúng ta có thể chọn. Cái giao dịch thì đây là cái số lượng 10.000 đến 20.000 chúng ta sẽ nhận được một vé. Trên 20.000 chúng ta nhận được 3 vé nhé. Đấy, trên 50.000 thì chúng ta nhận được 5 vé. Đấy. Trên 100.000 thì chúng ta nhận được một vé, 10 vé. Đấy, cứ như thế càng nhiều thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều vé. Cái dự án bên kia thì cũng thế thôi. Đấy, dự án bên này cũng thế này. MNTL. Ấy, cái này cũng đều một cái luôn hả? Mình làm sai cái này rồi. Nó phải là dự án Proc chứ phải không? Đây là MNTL. Bên này cũng là MNTL này. Mình chắc là mình đính sai rồi đấy mọi người. Mình đính sai rồi đấy. Nó là phải cái dự án cái này cơ mà. Proc. Đây là mình sửa lại. Proc ở đây. À, vẫn là nó mà nhỉ? Tại sao nó lại ra cái khác nhỉ? Đây 89 này. Các bạn chờ mình một ít nhé. Tại vì là cứ phải bật cái ấy lên đấy. VPN thì nó mới chạy cái này cho. Ngày trước không bị như thế đâu nhé. Bây giờ lại bị đó. Chín ở đây là 29 ở chắc là đúng rồi đấy. Đấy, làm nó cũng không lên cho nữa. Thôi. Tắt đi. Bực mình ghê cơ đấy.
Chúng ta sẽ search blog này. Con blog này là con nào đây? Prosper. Con này cũng không phải là release đầu tiên nhé. Đấy, dự án này hình như được 40 mấy đô, 41 coin à. Đấy, được khoảng hơn 30 đô mọi người nhé, cái dự án này. Đấy, cái số vé thì chúng ta sẽ check cái bài viết ở đây nhé mọi người. Bật mãi nó không lên cho. Đúng chưa? 89 đúng không? Đấy, chúng ta có thể check ở đây nhé mọi người nhé. Đây, hai cái link mình ghim đây cho mọi người này. Đấy, bạn nào mà chưa có tài khoản ở MES thì chúng ta đăng ký đi nhé mọi người nhé. Đăng ký một cái tài khoản xác minh KYC và chuyển tiền vào đây. Chúng ta trade ở cái phần này nhé mọi người nhé. Đây, future. Mở đây. Đây này, chúng ta thấy cái hai dự án nó đang chạy đây mọi người này. Ồ, cái dự án này cũng đang chạy luôn hả? Đây. MLT Future Trading này. MNTL này. Proc này. Ồ, cả ba dự án luôn hả? Cả ba dự án đang chạy luôn đấy mọi người ơi. Đấy, chúng ta vào đây sau Take Your Path of Withdrawal này. Ở đây thì khi mà chúng ta trade thì họ sẽ tính ở đây nhé. Đấy, nó sẽ tính ở đây. Future mở đây. Future ở đây này, join now. Ở đây thì nó đây cái lỗi đây là cái chỗ mà mình đây nó có hiện một cái chỗ để mình vào ấn đây nhá. Mình à, vào claim vé này. Đấy, khi mà kết thúc sự kiện thì họ sẽ cho mình đăng ký ở đây nhá. Tức là bây giờ mình đăng ký được rồi đấy, đây. Nhưng mà mình cứ trade đủ cái số lượng đi rồi mình đăng ký sau nhá. Dự án này là 24.600 này. Thì chúng ta phải trade đi đã nhá. Chúng ta tốt nhất là chúng ta nên chọn cái cặp này. Đấy, chúng ta chọn cái cặp BTC USDT nhé. Đấy, ở đây thì chúng ta có thể long short thôi mọi người. Đấy, tùy các bạn thôi. Thì ấy đâu rồi? Dương mình chạy đâu? Đấy, chúng ta mà đủ số lượng mà chúng ta đã trade rồi thì chúng ta cứ thế là ấy thôi, ấn để nhận vé thôi mọi người nhé. Đấy, nói chung là chúng ta phải có USDT với lại các thứ ở trong này. Đấy, chúng ta có càng nhiều càng tốt nha mọi người nhé. Đấy, ví dụ như chúng ta có 10.000 thì chúng ta trade chỉ một lệnh thôi. Đấy, chúng ta thả một lệnh thôi là có một vé, hoặc là hai lệnh là chúng ta có ba vé. Đấy, cứ như thế thôi mọi người nhé. Ở đây là cái mình đây, mình đang làm đây. USDTM này. Ok, như thế là mọi người cứ vào trade thôi nhé mọi người nhé. Sau đấy nhận vé thôi. Đến 14 giờ hôm nay thì chúng ta sẽ tức là 2 giờ chiều thì chúng ta sẽ nhận được vé nhé. Đây là những cái dự án mà chúng ta đã sẽ kết thúc này. Nó có cái thời gian chạy ở đây này, còn 3 giờ nữa cho mọi người trade này. Dự án này còn 6 giờ nữa này. Dự án này thì là chưa chạy, chuẩn bị chạy. Đây, dự án này là chuẩn bị chạy đây, countdown to start time mà. Đấy. Cái này là countdown to end time là nó khác nhau. Nó đang chạy hai dự án này. Và tương đương là ngày mai thì sẽ chạy dự án này nữa mọi người nhé. Đấy, ngày mai chạy dự án này nữa này, 20 giờ nữa thì mới chạy dự án này, thì bây giờ vẫn hai chạy hai dự án này, tức là khi các bạn trade thì các bạn sẽ vào cả hai cái dự án này để nhận vé nhé mọi người nhé. Chúng ta tham gia được cả hai dự án này luôn đấy, ok cho mọi người đấy, mọi người cứ ấy thôi, mọi người cứ trade đi nhé ở trên future mới đây.
Đấy, mọi người chuyển tiền qua trade nhá. Long sọt thôi mọi người nhá. Đấy, cứ thả một lệnh long, một lệnh sọt, lên được một ít lãi, được vài đô là mình cắt luôn đi nhá mọi người nhá. Ok chưa các bạn? Thì mình sẽ để link bên dưới nhé, các bạn tham gia ủng hộ nhé.